Miss Saigon, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của các cầu thủ Singapore ở trận đấu này. Với thủ thành số 18 đó là Hassan Sane, cầu thủ số 2 Saki Hamza, số 6 Anu Mathan, số 8 Sara Sulaiman, số 10 Faris Ramli, số 14 Haris Harun, đội trưởng. Số 15 Sasarian, số 16 Ryan Stewart, số 17 Ira Fandi, số 19 Ihan Fadiamat và số 22 là Christopher Jevan Husen. Hiệp 1 trận đấu thì cầu thủ Singapore sẽ ra bóng trước và trận đấu bắt đầu với những còi vừa rồi của trọng tài Takayuki Nishigaya, ông Hiroki Kasahara, trọng tài người Nhật Bản Hùng Dũng. Đánh đầu! Đánh đầu của Văn Quyết. Một pha bóng khó như Văn Quyết đã suýt chút nữa để lại một bàn thắng đẹp với pha đánh đầu ngược về phía góc cao. Quan sát di chuyển nhanh và Văn Quyết đã phá với vị thành công. Đang là những đường chuyền để kéo dắt hàng thủ đối thủ. Sút xa! Rất nguy hiểm! Chúng ta cần những pha bóng bất ngờ như vừa rồi thì vị trí như thế này của Đỗ Hùng Dũng sẽ có không gian để thực hiện các pha sút xa. Tạm xem một góc máy khác. Tham gia phòng giữ bây giờ là phản công dành cho cầu thủ Singapore. Khá tốt. Cũng là pha dứt điểm như thường thấy của tiền đạo Ian Fadi. Pha bằng Đức. Pha xử lý từ xa của Đức. Quang Hải. Đó là cú đá thẳng của Quang Hải nhằm siết vào góc xa không thành. Rất tiếc là bóng đã đi vào xà. Chắc chắn sẽ tiếp tục là những áp lực rất lớn vào tuyển Việt Nam, rằng có thể dứt điểm. Quang chân ngay của Tiến Linh. Trước đó là pha sút xa của Văn Quyết và bây giờ là Tiến Linh. Chúng ta cũng xem lại nữa cú bắt vô lề của Tiến Linh. Hoàng Đức. Văn Quyết. Tiến Linh. Dứt điểm. Cú đá cuối cùng của Hoàng Đức chạm vào chân một cầu thủ Singapore. Thời gian của trận đấu vẫn còn. Quang Hải. Dứt điểm. Xoay lưng và dứt điểm của Văn Quyết. Nếu như Văn Quyết vừa rồi nhìn thấy người đồng đội đang băng lên ở bên phía cánh trái thì đó sẽ là một phương án tốt dành cho pha dàn xếp vừa rồi của Việt Nam. Văn Quyết. Cơ hội đây rồi. Sút chân bóng Phạm Văn Đức. Vẫn là Việt Nam. Vẫn còn cơ hội. Văn Thành. Phạm Văn Đức. Văn Quyết. Làm gì? Dứt điểm. Đá cuối cùng của Tiến Linh. Chúng ta có cảm giác như là đội tuyển Singapore bắt đầu xuống sức rồi. Vâng, đúng là như vậy. Và những khoảng trống ở trong vòng cấm của Hasasadi cũng đã hiện. Đánh đầu. Tiến Linh. Văn Thanh. Căng ngang. Có lẽ đó là một pha dứt điểm đến từ Vũ Văn Thanh. Bóng đi sát sao vào khung thành. Ta cùng xem lại một lần nữa pha xử lý này của Văn Thành. Thanh Bình. Hoàng Đức. Có thể sút xa. Không vào. Cú đập trúng cột dọc. Rất tiếc. Vẫn còn cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục nào. Thủ thành bên phía Singapore cũng đã đứng chôn chân. Cú đá rất căng. Đúng là may mắn đã đứng về phía cầu thủ Singapore.
rất chính xác. Nguyễn Quang Hải, Hồng Duy, đấy rồi, vẫn không vào, sút tiếp, vẫn không vào. Một ngày mà chúng ta thật sự đã không gặp may. Sự là rất đáng tiếc với những pha dứt điểm vừa rồi. Chúng ta đã có được hai cái bóng áo trắng ở trong tình huống vừa rồi của Tiến Linh. Chưa được.